nhà máy thủy điện nước Long 1 và 2 có tổng công suất 9,6 MW, xây dựng trên xã Pờ Ê, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, có diện tích hơn 29,3 ha, vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng từ năm 2022, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2024. Dự án do công ty cổ phần thủy điện Đức Bảo ở số 10 đường Trường Chinh, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc để thi công dự án đã gây hư hỏng đường bê tông dân sinh dài 7 km. Ông Asap, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pờ Ê, trực tiếp dẫn phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đi ghi nhận thực tế một đoạn đường từ thôn Vio Lắc đến thôn Vio Ca, xã Pờ Ê. Đây cũng là đường dẫn vào nhà máy thủy điện. Tại đây, mặt đường bê tông bị bong tróc, vỡ vụn tại nhiều đoạn, nên đường in hằn dấu vết xe bánh xích. Theo ông Asap, con đường này có tải trọng 6 tấn, nhưng từ khi bắt đầu thi công nhà máy thủy điện, nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua đây làm đường bị hư hỏng. Chị Y Linh ở thôn Vio Lắc cho biết, mỗi khi xe phục vụ thi công nhà máy điện chạy qua là rung hết cả nhà. Những xe này làm hư đường, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con, nhiều người đã bị té do đường xấu. Người dân mong muốn nhà máy thủy điện phải có trách nhiệm làm lại con đường cho bà con.